Bí ẩn về chồng đại gia của ca sĩ Vy Oanh. Là một trong những nữ ca sĩ được khán giả yêu mến, năm 2014, Vy Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rút lui khỏi làng giải trí để sang Mỹ định cư và sinh con. Sau 2 năm ở ẩn, giọng ca đồng xanh cũng khiến không ít người ngạc nhiên khi tuyên bố đã kết hôn bí mật với bạn trai đại gia tại Mỹ. Cho tới hiện tại, khi đã trở lại Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật, Vy Oanh vẫn giấu kín những thông tin về một nửa của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô không muốn công khai ông xã với truyền thông bởi muốn giữ riêng hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, danh tính và chân dung về người chồng bí ẩn của Vy Oanh vẫn khiến khán giả tò mò, quan tâm chú ý. Vy Oanh từng chia sẻ, chồng tôi là doanh nhân Việt Kiều Mỹ làm trong chính phủ Mỹ. Theo quan niệm của tôi thì người giỏi ắt hẳn sẽ biết làm giàu. Mà từ trước đến giờ tôi chỉ bị chinh phục bởi những người giỏi, nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ. Tôi thấy anh ấy là một doanh nhân giỏi, hay làm từ thiện ở Việt Nam và chuyện chỉ dừng ở mức đó. Anh ấy có nhiều nét tương đồng với tôi, tốt tính và sống có trách nhiệm. Bản thân tôi cũng là người thành công thì chồng phải thành đạt để mình có sự trân trọng. Vy Oanh trải lòng, ông xã cô là người làm kinh doanh nên cũng không thích ồn ào, nhất là những ồn ào thị phi của làng giải trí. Cả hai vợ chồng Vy Oanh đều thích sống khép kín, ngại khoe khoang và điều tiếng. Giải thích về lý do quyết định giấu kín danh tiếng ông xã, bà mẹ một con bày tỏ, cô thấy đa số người của công chúng khi công khai chồng con thường gặp điều xấu nhiều hơn tốt. Hơn nữa, tình cảm đôi lứa rất khó đoán. Hôm nay có thể hạnh phúc, ngày mai có khi lại chia xa. Cô cũng mới lập gia đình và nó chỉ ở mức nền móng, tương lai thế nào chưa biết được. Đương nhiên, cả nữ ca sĩ lẫn ông xã đều đặt trách nhiệm và tình yêu thương lên hàng đầu, nhưng tình cảm là phạm trù không có gì chắc chắn. Nữ ca sĩ cũng khẳng định cô và chồng đã đăng ký kết hôn trên mạng sau một tháng sinh em bé. Hai người không tổ chức đám cưới mà có một buổi lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của người thân. Cô cũng dự định sau này nền móng gia đình đủ mạnh sẽ công khai danh tính chồng. Năm 2014, Vy Oanh cũng khiến nhiều người chú ý khi vướng phải tin đồn có mối quan hệ tình cảm với vị đại gia Việt Kiều Mỹ tên Thành Nguyễn khi ông bị tòa án Mỹ buộc tội trộm cắp, tham nhũng, giả mạo hồ sơ và có nguy cơ phải đối mặt với 150 năm tù và 25.000 đô la tiền phạt. Được biết cả hai đã có quan hệ thân thiết từ năm 2011. Tuy nhiên, trước ồn ào, Vy Oanh khẳng định từ trước đến giờ cô không có thói quen công khai chuyện cá nhân của bản thân. Dù không muốn bàn luận quá nhiều đến thông tin có liên quan đến việc một đại gia Việt Kiều đang bị bắt ở Mỹ, song Vy Oanh cũng khẳng định mọi điều tiếng không hay vừa qua không liên quan và làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc hay chuyện tình cảm của cô. Dù không quá nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhưng Vy Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi bỗng chốc trở nên giàu có chịu chơi với nhà 5 triệu đô, siêu xe tiền tỷ, MV khủng, nhẫn đính kim cương, hàng hiệu. Không ít người cho rằng Vy Oanh có được nhà lầu xe hơi là do có đại gia chống lưng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận và chia sẻ, cô có được thành công ngày hôm nay là nhờ mẹ nuôi và công sức cô đi hát mới có được. Cho đến năm 2021, khán giả bất ngờ khi Vy Oanh bị bà Nguyễn Phương Hằng tố đẻ thuê cho đại gia. Cụ thể, trong livestream, bà chủ đại nam đề cập đến Vy Oanh, tố cáo giọng ca đồng xanh đẻ mướn, làm gái bao. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có những động thái đáp trả lại bà Hằng. Vy Oanh tạo một fanpage mới trên mạng xã hội với lý do page cũ của nữ ca sĩ thường xuyên bị hack, báo cáo và không thể đăng được bài viết hay bình luận. Thông qua tài khoản mới, cô phủ nhận lại mọi lời vu cáo của nữ doanh nhân và yêu cầu phía bà Hằng đưa ra bằng chứng chứng minh thuyết phục. Dạ thưa cô Hằng, cô gọi chị em nhưng cô lớn tuổi rồi nên con vẫn gọi theo cách xưng hô cũ nha. Người chưa từng gặp con một lần trong đời, hôm nay cô tiếp tục quy chụp hai vấn đề. Một là việc con làm bé, đẻ thuê, cướp chồng. Hai là về cha đẻ của bé đầu tiên nhà con. Như vậy là xảy ra hai khả năng. Một là cô có khả năng ngoại cảm siêu phàm. Hai là cô chui dưới gầm giường nhà con mới tự tin quy chụp như vậy, nữ ca sĩ chia sẻ. Trong bài đăng của mình, nữ ca sĩ đưa ra câu hỏi. Một, tên của người mà con làm bé, đẻ thuê, cướp chồng và được chi 5-7 triệu đô số 1 Việt Nam, già 70 tuổi tên là gì hả cô? Cô nói chừa cho con đường sống. Không là cô công bố tên người đó thì con xin mời cô công bố đi ạ. Con thấy cô chưa chừa đường sống cho ai nên con tạm kết luận là cô không dám công bố vì lộ ra cố tình vu khống không căn cứ cô nhé. Giọng ca đồng xanh cũng yêu cầu bà Phương Hằng đưa ra bằng chứng như bà đã nói, như hợp đồng đẻ thuê, bằng chứng làm gái, bằng chứng cướp chồng. Vy Oanh khẳng định với bà Hằng, nếu muốn hãm hại, quy tội cô thì nên đưa ra các bằng chứng. Cô tuyên bố không quan tâm đến điều Phương Hằng nói, xúc phạm hết người này đến người khác không căn cứ, con không can thiệp vì có thể có cái đúng, có cái sai.
nên lần này con rất háo hức được xem các bằng chứng thuyết phục từ cô. Cuối cùng, nữ ca sĩ cho biết mình chỉ sợ sống sai chứ hãm hại thì bị hoài nên bản thân không quan tâm. Cô cho rằng việc nữ đại gia muốn dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm gia đình cô là hoàn toàn sai lầm vì chồng cô nắm rõ quá khứ và việc sinh nở của cô từ trước đến nay. Đến tháng 6 năm 2021, Viu Anh cho biết cô gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phía cơ quan chức năng lúc đó đã tiếp nhận và chuyển đơn đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm bà Mỹ Oanh, tên thật của ca sĩ Viu Anh, là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia. Ngày 25 tháng 5, bà Phương Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm bà Mỹ Oanh hơn. Từ đó, nhiều đối tượng đã lập nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống bà Mỹ Oanh và làm video đặt tiêu đề để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ bà Mỹ Oanh. Thông báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu nội dung tố cáo của Viu Anh. Bên cạnh đơn tố giác trên, Viu Anh cũng thông qua luật sư gửi đơn kiện bà Phương Hằng ra tòa vì hành vi livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa xúc phạm nhiều cá nhân, trong đó có cô. Theo nữ ca sĩ, nữ doanh nhân đã dẫn dắt dư luận sai sự thật theo sự vu khống của mình, khiến những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp. Tôi đã định bỏ qua như hai lần trước đây khi tôi cố cớ bị đặt điều bôi nhọ oan ức, nhưng lần này bà Nguyễn Phương Hằng đã vượt quá giới hạn. Bà ấy liên tục livestream chửi bới lăng mạ cả gia đình tôi. Với trách nhiệm là một người mẹ, một người của công chúng, tôi phải lấy lại công bằng cho đứa con trai vừa lên 6 tuổi và để khán giả không bị dẫn dắt sai trái. Gia đình tôi rất đau lòng khi con bị gán ghép với một người không liên quan để bôi nhọ miệt thị. Hiện tại tôi đã đến ngày sinh, tôi tin và trông cậy vào luật pháp anh minh của đất nước Việt Nam để trả lại cho mình sự trong sạch như tôi xứng đáng được nhận, cô chia sẻ. Vụ lùm xùm giữa ca sĩ Viu Anh và bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu từ cuối tháng 5. Nữ doanh nhân đã tổ chức buổi livestream tố Viu Anh đánh cháo khái niệm nhằm che giấu việc mình từng cặp đại gia, sang Mỹ đẻ thuê. Theo bà Hằng, Viu Anh có quá khứ không mấy tốt đẹp. Nữ doanh nhân khẳng định trước khi kết hôn người chồng hiện tại, cô từng làm vợ bé cho người đàn ông lớn tuổi, thậm chí sinh con cho người này với giá 115 tỷ đồng. Về phía Viu Anh, nữ ca sĩ quyết liệt phủ nhận và cho biết sẽ cậy nhờ cơ quan pháp luật để đòi lại công bằng. Theo nữ ca sĩ, cô bị vu khống, xúc phạm nặng nề trước loạt thông tin bịa đặt nhằm mục đích hạ bệ danh dự trên.